Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo như phương án phát triển mạng lưới đồng bộ của tỉnh Hưng Yên, tuyến cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ đã được hình thành. Tuyến cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được quy hoạch có chiều dài 45 km, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài 12 km với quy mô 4 làn xe, có điểm đầu tại đường vành đai 5 tỉnh Hòa Bình và điểm cuối tại đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, tiến trình đầu tư sau năm 2030. Điểm đầu của tuyến cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, huyện Khoái Châu, đoạn sông Hồng giáp danh Phú Xuyên Hà Nội, điểm cuối giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn nút giao Yên Mỹ gần trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cụ thể, đoạn 12 km tính từ nút giao Yên Mỹ, đoạn cao tốc sẽ đi qua khu đất canh tác gần Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến, sau đó giao cắt với đường tỉnh 204 và giao với đường tỉnh 377. Khi đi qua rìa thôn Kim Quan, cao tốc sẽ hướng thẳng đến đoạn Chùa Cót. Đây cũng là nơi dự kiến sẽ xây dựng cầu Chí Tân vượt sông Hồng kết nối huyện Quế Châu với huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cũng trong quy hoạch của tỉnh Hưng Yên vừa qua, ngoài việc định hướng phát triển cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũng sẽ phát triển hai cao tốc khác là vành đai 4 CT38 với chiều dài 21,6 km, 6 làn xe, cao tốc Hưng Yên Thái Bình CT16 với chiều dài 37,1 km, 4 làn xe. Nếu ba tuyến cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, vành đai 4 Hưng Yên Thái Bình được xây dựng và hoàn thiện thì tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 tuyến cao tốc với chiều dài lên đến 97 km. Theo như quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ được định hướng trở thành thành phố và là đô thị loại 2 vào năm 2030. Theo dự tính, nếu mức dân số đạt 750.000 người, huyện Văn Giang sẽ có dân số ngang ngửa với huyện đông dân nhất của cả nước hiện nay là huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những lý do của việc ước tính dân số sẽ gia tăng tại địa phương là do trên địa bàn huyện Văn Giang hiện đang có tốc độ phát triển nhanh với hàng loạt dự án đầu tư phát triển đô thị hàng tỷ đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện có 8 dự án đầu tư phát triển các khu đô thị lớn với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.200 ha. Một trong số đó phải kể đến là khu đô thị EcoPark, một trong những dự án khu đô thị lớn nhất miền Bắc với tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó là dự án Vinhomes Ocean Park 2 nằm tại xã Long Hưng và Nghĩa Trụ với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ được xây dựng trên tổng diện tích 460 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng hơn 65.000 người. Dự án Vinhomes Ocean Park 3 là khu đô thị nằm tại xã Tân Quang được xây dựng trên diện tích 294 ha với mức đầu tư 1,4 tỷ đô la Mỹ và dự báo mức dân số khoảng 42.000 người. Ngoài sự góp mặt của hàng loạt các khu đô thị và dự án nhà ở, huyện Văn Giang còn được xem là bến đáp của hàng loạt các trường đại học như Đại học Mở Hà Nội, Đại học Y khoa Tokyo, Đại học Anh Quốc Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc giúp huyện này thu hút và đào tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhờ những trợ lực đến từ hạ tầng, cùng một lộ trình phát triển bài bản, huyện Văn Giang trong tương lai sẽ trở thành điểm sáng về bất động sản của tỉnh Hưng Yên, sẽ là vùng trũng thu hút đầu tư trong tương lai.